Sự sống đến từ cái chết. Một cái lá sen đã phân hủy thì sẽ mọc lên cái mầm mới, đó chính là bí mật của cuộc sống. Đây mà là một lá sen chuẩn bị phân hủy thì có một cái mầm mới mọc lên ở giữa. Đấy. Trong một cái hồ có rất nhiều tầng bậc, hoa sen ở trên, lá sen ở mặt và rễ sen ở bên dưới. Ốc yết và các sinh vật khác thì bám theo thành hồ. Bí mật cuộc sống. Khi sẵn sàng chết thì sẽ được sống.